chào các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại vườn hoa xuân quận 7 Phú Mỹ Hưng ha. Bắt đầu cho chuỗi series xuân 2020 của mình. Bây giờ bắt đầu chúng mình cùng đi tham quan đường hoa ha. Ở phía sau lưng mình là cái cổng chào vườn hoa. Đây là cái khung cảnh nguyên con đường hoa của chúng ta các bạn. Là vị trí của nó nằm ở ngay bé bên hồ Bán Nguyệt, khu dân cư Phú Mỹ Hưng quận 7 luôn ha. Là đường hoa của mình tuốt dài ở đầu phía đằng kia kìa. Đó, tuốt dài ở phía đằng đó luôn á. Đó, tới hết con đường đó đó, khá là dài ha. Giờ mình sẽ đi thấy hết con đường này luôn để xem trong đường hoa có những cái gì ha. Lồng đèn rất là đẹp nha các bạn. Nè, lan thiệt hay lan giả đây? Này là những cây lan thiệt nha các bạn. Lan 36, giải khuyến khích hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Có cái cây này, cây gì rất là đẹp nha các bạn. Không biết nó là cây gì luôn. Bông của nó rất là đẹp mà. Hơi giống mai nhưng mà cũng không phải là mai. Để mình lấy nét cho các bạn coi. Trang trí những cái hình rất là ngộ nghĩnh và dễ thương luôn. Chuột Mickey nha, cũng là con giáp trong năm 2020 này luôn nha. Tiết lộ nhỏ với các bạn luôn là hôm nay mình đi với bà xã, nhưng mà phải nói ở ngoài đường hoa hôm nay là gái đẹp nhiều vô kể, thiệt tình. Ở đây có một cái logo của Lazada, phía trên có chữ Tết. Nếu mình tiên đoán không nhầm thì cái khúc này là do Lazada tài trợ. Đây là cái gì đây? Một cái bát rau màu đỏ. À, có cây lì xì, có ông thần tài ha. Có ông thần tài nè. Chúc mừng năm mới 2020 Phú Mỹ Hưng. Hello ông thần tài. Ok, chúc mừng năm mới bắt tài nha. Đây là ông thần tài các bạn. Hôm nay mình có vinh dự được quay chung một clip với ông thần tài ha. Không khí đêm nay rất vui, rất nhộn nhịp vì rất đông nha. Có nhiều người cũng là trong giới YouTuber luôn, người ta đem dụng cụ quay phim chụp hình ra đây để người ta tác nghiệp ha. Rất là đông. À, bên kia có phải là một mái nhà tranh hai trái tim vàng không? Mình thấy nhiều trái tim đang ngồi trong đó chứ không phải là hai trái nữa. Đây là những cái mình tưởng là những cái con thuyền người ta xếp lại, nhưng mà chiếc lá mấy bạn ơi. Này có thể người ta đang làm giống như hình một chiếc lá đó, được trang trí bởi những cái đèn led. Trời ơi trời, đang đi chơi mà bắt tội phạm gì nữa. Bên đây là một cái gian hàng của trà sữa Lipton. Trà Lipton chứ mình quên, xin lỗi. Bạn uống trà sữa miễn phí Lipton ha. À, gian hàng của trà sữa, trà Lipton, mình cứ lộn trà sữa hoài à. Rất là đẹp nha. Có một chiếc xe cổ màu vàng tựa với màu của trà Lipton. Cái khung cảnh này làm cho chúng ta nhớ lại giống như là một con phố cổ ở Hà Nội nghe mấy bạn. Nè, chúng ta nhớ tới cảnh đu đưa. Càng đi vô sâu thì hình như càng đông. Ở đây cũng có một chú chuột khá là dễ thương. Rồi, lấy cho nó.
Vô tới khúc này là khu vực của Omo à, Unilever, gieo lộc đồng xuân. Chỉ cần nhìn thấy cái màu đỏ thôi là mình đã thấy nó thuộc về Omo rồi, khỏi cần phải nói. Phải nói là Omo có những cái câu mà slogan không thể nào mà mắc cười hơn được. Lấm bẩn trồng dừa, công danh không phải dạng vừa. Vãi. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Qua coi coi. Wow. Ngon phát ngất nhất lễ hội. Quầy này hình như là quầy của kem Merino. Clear. Đây là cái khu vực quảng cáo của Clear các bạn. Nó cũng thuộc của Unilever luôn. Chơi trò chơi hả? Quá, bên đây có chú chuột dễ thương mấy bạn. Bị mất tài sản. Chuột mà giống y con thỏ luôn ha. Nè là cái quầy làm tóc ha. Nhân tượng nghệ thuật tùy tâm. Trời ơi. Thiệt mà y gan giả vậy đó. Anh ơi đổi kiểu. Tề Thiên mấy bạn ơi. Tề Thiên. Tề Thiên đại thánh. Dạ chú ơi chú ơi. Bên dưới thì hoa hướng dương, cả một rừng luôn. Dòng người đi lại tấp nập. Phía trên thì lồng đèn treo ha. Lồng đèn quá trời luôn. Đẹp không mấy bạn? Ở phía xa xa đẳng hình như có cái gì vui lắm mấy bạn ơi, thấy người đông dữ lắm. Mình sẽ đi tới phía đẳng nha. Wow, cái này là cung đường may mắn ha. Do Lifebuoy tài trợ. Đông lắm các bạn ơi, không biết mình có chen lên được không. Mình sẽ cố gắng mình chen lên thử ha. Đẹp quá à. Bên đây là cái gì vậy? Đang đông quá người ta sợ sập chưa cho lên mấy bạn ơi. Ở đây có một cái cây phát tài ha. Cây như ở Đà Lạt thung lũng tình yêu á. Ở trên đây mình sẽ nhìn được toàn cảnh con đường hoa với lại hồ bán nguyệt và cầu ánh sao luôn nha. Ở phía xa đẳng là cầu ánh sao rồi các bạn. Các bạn cũng biết là cầu ánh sao hồ bán nguyệt ở Phú Mỹ Hưng quận 7 rồi phải không ạ? Còn đây là hồ bán nguyệt nè. Cung đường của chúng ta vẫn còn dài. Giờ mình sẽ đi xuống. Đâu phải người ta là... We'll be right back.
Đây là những cái khu của Cần No, một nêm Cần No. Vô đây diễn vậy cũng không. Đây là khu cái sự không. Có hai trái bắp kìa mấy bạn, hai trái bắp ngộ quá ha. Để coi, nó bằng mút mấy bạn ơi. Hai cây nấm chà bá luôn. Cà rốt thiệt mấy bạn ơi, cà rốt thiệt mà gắn lá giả vô nè, lá giả nè. Còn cái này cà rốt thiệt, một dương. Có cái khu chăn nuôi ha, dễ thương, khu chăn nuôi chuồng heo. Con heo dễ thương quá. Một con nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con ha, 7 con heo. Mấy chú heo chúng ta ăn cái gì à? Củ cải, bắp cải, cà rốt, su hào. Heo dễ thương quá. Nó bằng cái gì ta? Mốt. Chứ. Chuột Mickey. Đầu đây có cái con này dễ thương nè. Không biết con gì ta. Con này không biết con chuột hay con mèo các bạn. Nó là chuột hay mèo. Nó là dễ thương quá. An khang thịnh vượng, tất nhiên rồi, Tết đến phải an khang thịnh vượng chứ. Ở đây gọi về một cái khung cảnh thôn quê. Có đống rơm. Có xe thổ mộ. Rơm xe thổ mộ ha. Nè của Vinasun. Nè thiệt hay giả đây? Chắc thiệt nữa quá. Nè dễ nhìn được hơn hồi nãy nè. Làm như thiệt luôn. Người thiệt đó mấy bạn, chứ không phải giả đâu. Một vườn cây, một vườn chuột. Trời, mấy gái dễ thương quá. Có đầu kia có cái nguồn nước kìa mấy bạn ơi. Ngược dòng thời gian lại. Qua nguồn nước nè. Nguyên cái đường này người ta trồng bắp ha. Không phải, người ta đem bắp ra người ta chưng. Ở ngoài bắp gọi là cây ngô. Test cho các bạn coi bắp thiệt hay bắp giả luôn ha. Bắp thiệt luôn á mấy bạn ơi, không có giả nha. Thiệt luôn á. Đây nè, trái bắp nè. Quá. Cái anh, cái bức tượng nãy giờ di chuyển qua tới đây hả? Cũng lẹ thiệt chứ. Phía bên kia là có đồng lúa với cầu tre nha mấy bạn. Mình sẽ đi thử cầu tre cho các bạn coi. Bây giờ mình qua đưa các bạn qua coi cái đồng lúa ha. Đồng lúa coi lúa thiệt hay lúa giả ha. Đó nhiều không các bạn. Lúa này là lúa thiệt các bạn ơi, lúa thiệt luôn nha. Người ta cũng kỳ công quá ha, đưa lúa đồ cây cỏ thiệt từ ở dưới quê lên đây người ta làm luôn á. Lát nữa mình sẽ đi thử cái cầu khỉ này nha các bạn. Lên đi thử cái cầu khỉ này ha. Đó, người ta đang đi cầu khỉ quá trời luôn nha. Đi người ta sẽ đi vòng từ lối đầu đây nè. Ha, rồi lên đó xong người ta đi
đi hết cái mang theo cái ruộng lúa đi ra đằng kia. Ở đâu kia? Wow. Gấu cà khè á. Đây có mấy cái con người rơm này các bạn. Cái này là cái gì ta? Con bù nhìn, con người rơm. Ở dưới quê người ta hay đuổi mấy con chim xuống ăn lúa rồi đó. Đẹp quá. Ok, khúc này có một cái cổng chào rất là đẹp. Chắc cũng gần hết con đường rồi mấy bạn. Một con chuột vàng cưỡi một con trâu đen. Con trâu giống thiệt quá ha. Con chuột này bằng cái gì? Nó bằng bê tông hay cái gì, cứng lắm mấy bạn ơi. Cứng dữ lắm. Chọc mắt phải bây giờ. Ok, đúng như mình dự đoán, vậy là đã hết con đường rồi nghe các bạn. Cuối con đường của mình là một cây mai thiệt lớn và một chú chuột bằng tre, được đan bằng tre. Một vườn bông, vườn hoa rất là đẹp. Đây là khung cảnh cuối cùng của con đường, con chuột bằng tre ha. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi. Ok, vậy là mình đã khám phá hết con đường hoa Phú Mỹ Hưng nha các bạn. Nếu các bạn ghé qua Phú Mỹ Hưng á, thì nhớ ghé qua một lần ha. Thì hiện tại máy của mình cũng đã hết pin và mình cũng đã khám phá hết con đường. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cho mình ha. Bye bye.